Trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hạnh phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý tinh chủ tuổi Kỷ Dậu kính mến, người xưa có nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng. Con người chưa mời phúc hay họa, hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Và nếu như không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải cẩn trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu đức năng thắng số trong tử vi học. Sống của đức đỏ, ắt sẽ thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp dự quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, truy biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái lộc lá về đầy tay, ấy là do đức năng của người đó. Và theo các nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, đã phải trải qua nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh trợ trực chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, từ năm 2024, nếu như bản mệnh nắm bắt được ba cơ hội vàng này, sẽ xoay chuyển được càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình trong năm 2024 của quý tinh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Thì ngay sau đây, xin mời quý tinh chủ tuổi Kỷ Dậu cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Kỷ Dậu. Sinh năm 1969, nữ mệnh. Kỷ Dậu hay còn được gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà báo hiệu, năm sinh dương lịch từ 16 tháng 2 năm 1969 đến mùng 5 tháng 2 năm 1970. Năm sinh âm lịch, Kỷ Dậu, thiên can, kỷ, tương hợp, giáp, tương hình, quý, ất, địa chi, Dậu, tam hợp, tỵ Dậu Sửu, tứ hành xung, ý ngọ Mão Dậu, mệnh thổ, đại trạch thổ, tức đất nhà lớn, tương sinh, kim, hỏa, tương khắc, thủy, mộc, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, số quan lộc, xương con gà, tướng tinh con thỏ, Phật bà quan âm độ mạng. Kỷ Dậu nữ mạng với nạp âm hành thổ, do can kỷ thổ ghép với chi Dậu kim, thổ sinh nhập kim, tức can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có thực lực hơn người, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Nữ tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ dịu dàng, diễm lệ và không bao giờ luộm thuộm. Họ khá hấp dẫn và rất quan tâm tới hình thức, nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Tuổi này được Thái Dương chiếu mạng, là người khôn lanh, năng động, toan tính sáng suốt, dễ thành công trên thương trường, nhất là những bậc kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, với tài tiên liệu, Kỷ Dậu nữ mạng có khả năng làm giàu nhanh chóng, nhưng tiền của khó nắm giữ, tiền vào buổi sáng, ra buổi chiều. Bản tính hiền lương, thương người, dễ bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, là người vợ, người mẹ, hết lòng hy sinh cho chồng, cho con, nhưng ít xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Nếu có con gái đầu lòng, cuộc sống nhờ con mà đỡ vất vả, đa phần Kỷ Dậu nữ mạng có nhiều tự tin, ít chịu nghe lời góp ý, đường tình duyên cũng như tài lộc nhiều trắc trở, hợp tan. Càng lớn tuổi càng có nhiều kinh nghiệm, lòng tự tin thái quá đã mòn dần, sự nghiệp mới vững vàng ngày càng phú túc giàu sang và gia đình cũng có phần êm ấm. Tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh cuộc đời có nhiều tốt đẹp về hậu vận, trung vận và tiền vận hơi có nhiều vất vả lao đao về cuộc sống. Xem tử vi cho thấy, họ là người chăm chỉ, luôn biết nỗ lực phấn đấu để mong cho gia đình của mình có thể được sống sung túc, hạnh phúc hơn mỗi khi gặp khó khăn. Cách xử lý tốt nhất của người nữ tuổi Kỷ Dậu chính là tìm cách trút hết mọi nỗi bực dọc và áp lực trong mình, dù cách làm này có vẻ yếu đuối, nhưng nó thật sự rất hữu dụng với họ, việc phát tiết nỗi ưu tư trong lòng sẽ giúp họ giải tỏa được mọi áp lực đè nén để thoải mái hơn, sau đó tập trung đi giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, con giáp này cũng luôn khao khát làm giàu, không ngại đối mặt với gian nan thử thách, đây chính là động lực lớn nhất để họ không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình và kể từ giai đoạn trung vận trở đi, tuổi Kỷ Dậu cũng được thần tài và quý nhân chiếu cố, càng làm việc càng gặt hái được nhiều thành công. Bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, thậm chí tìm được hướng đi tốt, phát triển sự nghiệp bền vững, lâu dài. Người tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh
vốn thông minh, nên một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát khi hết tiềm năng và thăng hoa không ngừng, hết mình vì gia đình. Nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình, lo lắng chu toàn mọi việc, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Sức khỏe ở mức khá, hay có bệnh vặt nhưng không nghiêm trọng, cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, cuộc đời có phải nạn, nhưng may mắn được thần vật che chở, tai qua nạn khỏi. Số được hưởng dương thọ từ tuổi 65 đến tuổi 86, nếu trong cuộc sống, nữ tuổi Kỷ Dậu thành tâm làm việc thiện, tích đức, thì nghiệp quả sẽ được giải trừ, gia tăng. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp Giáp, bình thường, cuộc sống ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, nữ mạng Kỷ Dậu không còn phải chịu cảnh vất vả, một thân một mình lo toan cho gia đình nữa, công việc và tiền bạc đều nằm trong tầm kiểm soát, nên đương số nhàn hạ được tấm thân. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn, lâm cục diện nhị hợp, rất tốt cho cả công danh và tài lộc, công việc tiến triển thuận lợi, càng làm càng thắng, tài chính ngày càng gia tăng, kinh doanh buôn bán đắc lộc, đời sống vật chất phóng khoáng, không phải căn ke chi tiêu như trước. Xét về ngũ hành, Thổ gặp Hỏa là mối quan hệ tương sinh, báo hiệu tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở, dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh làm chủ thì đều thỏa nguyện với mục tiêu phấn đấu của mình. Đời sống vợ chồng ngày một cải thiện, gia đạo êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nữ mệnh Kỷ Dậu sinh năm 1969, được dự báo sẽ có nhiều điều suôn sẻ trong năm 2024, cuộc sống bớt đi phần lo toan. Bản mệnh cũng được nhàn hạ tấm thân, công danh tài lộc không có gì phải lo lắng, làm càng nhiều thì càng thu về nhiều, phương diện tình cảm gia đạo cũng rất êm ấm, đón nhiều hỷ sự. Thứ hai, xem tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh, gặp sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân Hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhàn nhàn, không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ, như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cựu, bảo vệ nề nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu, dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ gìn mồm miệng, nên mâu thuẫn, cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm, cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết, Kỷ Dậu nữ mạng nhé. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Kỷ Dậu theo niên hạn là hạn ngũ mộ. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của, nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa, sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt, hoặc khi thực hiện các giao dịch, không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng, thì khó mà được bảo hành hư hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ, cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Viết về hạn ngũ mộ, có hai câu thơ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài, tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả,
thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an, hay nói cách khác hạn ngủ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể, hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay. Không một xu dính túi, khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay cho mượn tiền, cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Sang năm 2024, nữ mạng Kỷ Dậu gặp vận niên, mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm 2024. Hình tượng ngựa chiến đông sông Tây đột, làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương, chịu phần thua thiệt về mình. Suy rộng ra, công việc khó mà đạt được như ý nguyện, hoặc nếu có thành, cũng phải một phen chảy ra chóc vảy. Chuyện tình cảm không có tiến triển gì mới mẻ, hôn nhân có thăng trầm nhất định, nhưng đều không vượt quá tầm kiểm soát của đương số. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Kỷ Dậu không phạm tam tai, không cần lo ngại về yếu tố này, đương số tập trung lo làm ăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ắt cuộc sống dư giả. Kim lâu năm 2024. Tuổi Kỷ Dậu không phạm kim lâu, thích hợp cưới hỏi hoặc tổ chức đại sự cho con cháu trong nhà. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Kỷ Dậu phạm hoang ốc, ngũ thọ tử, nếu tiến hành xây nhà sẽ phạm kỵ. Ngũ thọ tử được biết đến là cung xấu nhất trong 6 cung của hoang ốc. Ngũ thọ tử sẽ mang đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, mọi người chia rẽ, nguy hiểm hơn sẽ rơi vào sinh ly tử biệt. Vậy nên, hãy tránh hoang ốc ngũ thọ tử khi xây nhà. Tiểu kết, gặp hạn hoang ốc trong năm 2024, nữ mạng Kỷ Dậu không nên đứng ra lo liệu việc xây sửa nhà cửa, nếu vẫn muốn tiến hành, có thể làm thủ tục mượn tuổi để hóa giải xui xẻo. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là 56 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh. Vận niên cho thấy đây là một năm khá bình yên, không gặp quá nhiều biến cố. Người tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, gặp năm Giáp Thìn mệnh hỏa là tương sinh, rất tốt. Thiên can Kỷ gặp Giáp là bình hòa, địa chi Dậu gặp Thìn là nhị hợp, đều tốt. Như vậy năm nay được đánh giá là năm may mắn đối với nữ mệnh Kỷ Dậu, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính khởi sắc. Về sự nghiệp, so với tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2023, bước sang năm 2024 công việc của bản mệnh suôn sẻ hơn rất nhiều, làm ăn cũng thuận lợi, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được nhị hợp cục mạng mang tới vật quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan, mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2024. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định kinh doanh, buôn bán hay làm thêm công việc tay trái cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả các lành. Có điều, tử vi 2024, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về mặt tài lộc, xem tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024, dưới sự hỗ trợ của các cục nhị hợp, tài lộc nam khá tốt nhất là những người sinh vào các tháng 3, 5 và 6, 7 âm lịch, nhận được tài khí VUNGN tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Năm có thực thần xuất hiện, đương số không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại,
bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có điều, cát thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân, Kỷ Dậu nữ mạng có xu hướng thích hưởng thụ hơn, theo đó chi tiêu tiền bạc trong năm cũng rất lớn. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng túi tiền kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch, hết sức lưu ý vấn đề này. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình cảm, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng trong năm 2024 khá ổn, gia đạo hài hòa, con cháu đều ngoan ngoãn. Các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người và có lối hành xử phù hợp đáp lại. Người độc thân có những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và sẵn sàng gặp gỡ, giao lưu để cho mình và đối phương cơ hội tìm hiểu. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa và có nhiều tin vui từ công việc và con cái. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Về phương diện sức khỏe, đa phần người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2024. Có điều đương số gặp nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh khỏi lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể du lịch xa để hóa giải. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Cuộc sống cũng có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người cần thiết đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi 56, bạn cũng không nên làm việc quá sức để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công tốn tiền chữa trị. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mạng Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024 giúp Kỷ Dậu nữ mạng đón thêm may mắn và thuận lợi. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Như vậy sẽ giúp các bác thu hút tài khí cát tinh về nhà và xua đi những xui xẻo, vận hạn không đáng có. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân, luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, các bác cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vào vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm, dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mệnh trong năm 2024 này. Cổ nhân có câu, gieo nhân nào gặp quả nấy, kiếp trước năng làm việc thiện mới chính là căn nguyên cho sự giàu có ở kiếp này, luật nhân quả chính là cán cân công lý chuẩn xác nhất. Nhưng có nhiều người vẫn chưa giác ngộ được luật nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây đích thị là biểu hiện của sự mê muội. Chỉ cần người siêng năng học hỏi Phật Pháp mới thực sự thấu hiểu được nhân quả của vạn vật, vạn việc để từ đó biết thay đổi, lựa chọn hành vi, lời nói và tư tưởng của mình sao cho phù hợp, người như vậy mới có thể đi theo ánh sáng, hướng tới an yên. Vốn dĩ,
Bầu trời có thể bao dung hết thảy, cho nên mới rộng lớn vô biên, mặt đất có thể chịu đựng tất cả, cho nên mới tràn đầy sự sống. Một người sống ở trên đời, chớ nên coi thường người khác, đối với người thân, cũng không nên mang lòng cưỡng cầu, cứ để tất cả tùy duyên, tự tại, vĩnh viễn dùng tấm lòng lương thiện để đối đãi với thế gian. Sau tất cả, mong rằng quý vị sẽ luôn hồi hướng thiện lành, giữ tâm trong sáng thì vạn sự hanh thông, tai qua nạn khỏi, cuộc sống từ nay và về sau sẽ yên ấm an vui. Lời Phật dạy. Có ba điều Phật dạy để trở thành người lương thiện bằng việc quán chiếu bản thân như sau, ta có thể học hỏi. 1. Không tự hãm bản thân. Nhân chi sơ tính bản thiện, lương thiện chính là bản chất nguyên sơ của sinh mệnh nguyên thủy con người. Sinh ra ta là một đứa trẻ lương thiện, đó là bản chất của ta, vì thế không cần cố gắng cũng lương thiện, do đó đừng tự hãm mình bằng những tham lam, dục vọng, lợi lộc, tiền bạc, danh vọng. Đừng vì thấy người ta khen ngợi mấy kẻ khôn ngoan, gian dối mà cố bắt chước làm theo cho bằng được, thực tế họ tưởng mình có nhiều, nhưng họ đang mất nhiều lắm đấy. Lương thiện là bản tính vốn có trong mỗi con người, giữ gìn hay đánh mất nó là do sự lựa chọn của mỗi người, hãy nghĩ cách tự biến mình thành người lương thiện, hoặc ít ra là giữ vững lương thiện vốn có. Chọn lối sống lương thiện tức là giải thoát chính ta khỏi những ràng buộc đau khổ, trở về với bản ngã nguyên sơ, tốt đẹp buổi ban đầu, làm người lương thiện, ta có thể sống ung dung, tự tại. Không phải lo lắng nhiều khi đã tự mình hóa giải những muộn phiền trong đời. Sống lương thiện là cách sống dễ nhất nhưng cũng là khó nhất. Người lương thiện là người thiệt thòi nhất nhưng cũng hưởng nhiều phúc báo nhất. 2. Không dồn ép người khác. Hiện tượng mà chúng ta thấy rất nhiều hiện nay trên mạng xã hội đó là hễ cứ có việc gì xảy ra, mọi người không cần biết rõ thực hư. Chỉ cần đọc vài dòng trên báo mạng là vội vàng đưa ra nhận định ai đúng, ai sai một cách mù quáng. Họ cho rằng mình cần đứng về lẽ phải và dồn ép người được cho là sai tới đường cùng, cố tình triệt đường sống của người ta một cách nhẫn tâm. Phật dạy, làm người quan trọng nhất là có tâm, tâm ấy không chỉ cho mình, mà còn cho những người xung quanh, người đã đi tới đường cùng, không nên dồn ép. Hãy luôn chọn cách cho người ta một đường lui, vì người đã thấy được cái sai, không nên vạch mặt quyết liệt tới cùng, người nhận ra lỗi lầm, không nên hạch sách. Đừng tới khi bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, có muốn thoát ra cũng không được, chỉ mong giữa người với người có được sự cảm thông cần thiết. Thay vào đó, ta cần dùng tình thương, sự cảm thông, suy nghĩ thiện lương của mình để sưởi ấm lòng người mới đúng là cách. 3. Không tranh cãi với người khác. Khi sống lương thiện, nhiều người sẽ cảm thấy bị thiệt thòi vì bạn dễ bị chèn ép, nhưng nghĩ mà xem, ta sẽ được gì khi cứ suốt ngày đi so đo, tính toán từng ly từng tí một, nếu ai đó muốn thắng, cứ cho họ thắng và hả hê. Bạn cũng chẳng mất gì, cuộc sống vẫn cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho dù bạn có là kẻ thua cuộc trong việc tranh cãi với họ, ta sẽ ra sao khi phải đối diện với những hiểu lầm, những nỗi oan ức trong cuộc sống. Có những lúc, cứ lặng lẽ mỉm cười cho qua, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tranh cãi với người không cùng tầm, cũng như việc bạn nói tiếng Ý, nhưng người ta lại nói tiếng Anh. Nên không ai hiểu ai vậy, không ít người cố gắng giải thích, phân bua, lại còn bị suy diễn thêm cho sai lệch tình huống, theo cách nghĩ tiêu cực của họ, càng khiến sự việc đi quá xa. Vậy nên chẳng cần phải tranh giành đúng sai, hãy biết nhẫn nhịn và bỏ qua, vì đó là cảnh giới cao nhất của tu dưỡng. Tranh cãi làm mất tu dưỡng, làm giảm phước báu, vì khi đó ta sẽ tạo khẩu nghiệp trong lúc nổi nóng, tức giận, mất đi tính đúng đắn của lời nói. Hãy cứ tin rằng, thanh dạ tự thanh, việc đúng đắn trước sau vẫn là việc đúng đắn, mình chẳng cần chứng minh rồi thời gian sẽ phơi bày tất cả. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng giúp tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.